Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Hãy Sống Khác. Thưa quý vị, người ta vẫn thường hay ví von rằng phụ nữ cũng giống như rượu vang vậy. Có nghĩa là sao ạ? Như quý vị cũng biết thì rượu vang ngâm càng lâu càng ngon và càng lâu thì càng nồng. Vậy thì nghĩa là điểm quyến rũ nhất của người phụ nữ không chỉ đơn thuần là bề ngoài, là nhan sắc mà là ở cái vị. Phụ nữ có tâm hồn phong phú, nội tâm mạnh mẽ thì mới có thể khiến người ta say đắm. Nói vậy thì chỉ những người phụ nữ ở độ tuổi trung niên mới có thể sánh được với hình ảnh một ly rượu vang đỏ lại vừa quyến rũ vừa thơm ngon. Quả đúng là như vậy thưa quý vị. Người phụ nữ trung niên có 6 nét đẹp này khiến đàn ông mê mẩn hơn cả những cô gái trẻ tuổi xuân thì. 6 nét đẹp đó là gì? Mời quý vị cùng giải đáp trong clip sau đây và đừng quên chia sẻ quý vị nhé. Phụ nữ trung niên có 6 nét đẹp khiến đàn ông mê mệt. Thứ nhất, quan điểm sống rõ ràng. Khi bước vào độ tuổi từ 30, những người phụ nữ đã có gia đình hay chưa có thì đều có những quan điểm sống, mục đích sống rất rõ ràng và những việc họ làm đều xoay quanh mục đích sống đó. Với những cô gái ở độ tuổi từ 20 trở lên, họ vẫn loay hoay trong việc chọn hướng đi, nghề nghiệp cũng như quan điểm sống có thể thay đổi theo thời gian. Chính những điều ấy làm cho phụ nữ ở tuổi trung niên có thêm điểm cộng. Thứ hai, biết điều khiển tâm trạng. Dù có gặp những biến cố lớn trong cuộc sống, nhưng người phụ nữ có khí chất luôn biết kiểm soát tâm trạng của mình. Ví dụ, khi hôn nhân không như trông đợi, cô ấy không đau khổ vật vã, nghỉ làm hoặc đến công ty làm loạn, khóc lóc hay đày đọa bản thân, bỏ mặc con cái. Tình yêu khiến cho con người ta quên mất không gian và thời gian. Nhưng ngược lại, thời gian cũng làm cho con người ta quên đi những lo sầu, buồn phiền. Phụ nữ thông minh sẽ hiểu rất sâu sắc điều này. Thứ ba, bao dung. Phụ nữ trung niên luôn biết cách bao dung. Cổ ngữ có câu, phúc đức tại mẫu. Phụ nữ khi bước vào tuổi trung niên cũng là lúc bước vào độ nuôi dạy con cái, dần dần bước vào xã hội, đi học, đi làm. Khi đó, thân làm mẹ càng phải thấu hiểu rằng sự bao dung độ lượng là điều vô cùng cần thiết. Người có lòng bao dung lớn bao nhiêu thì đường đời rộng mở bấy nhiêu. Bao dung cũng chính là nét đẹp truyền thống của dân tộc, là đức tính trên mọi đức tính của người phụ nữ và là bí quyết của mọi bí quyết gìn giữ gia đình. Nét đẹp của người phụ nữ trung niên xuất phát từ nội tâm. Họ thường ít xét nét, chấp nhặt mà thay vào đó là sự cảm thông, độ lượng hơn với người bạn đời. Chính yếu tố này góp phần không nhỏ trong việc tạo ra bầu không khí gia đình vui vẻ và vô hình chung trở thành thứ keo xúc tác gắn kết những thành viên trong tổ ấm. Thứ tư, có trách nhiệm. Khi người phụ nữ lớn tuổi, họ có xu hướng làm việc chăm chỉ hơn để tích lũy cho bản thân. Họ đồng thời cũng hiểu rất rõ bản thân muốn hướng tới điều gì và mình cần gì. Thậm chí, họ còn có thể trở thành một người thầy với chàng trai ít tuổi hơn dạy họ về cuộc sống và giúp họ vun đắp sự tự tin, lòng tự trọng. Những kinh nghiệm sống cô ấy đã trải qua sẽ giúp người đàn ông của mình sống thực tế hơn. Thứ năm, trân trọng các mối quan hệ. Những người phụ nữ trung niên đã trải qua nhiều mối quan hệ, kể cả về tình cảm yêu đương lẫn các mối quan hệ xã hội. Chính những điều đó giúp họ trân trọng các mối quan hệ, cũng như biết giữ gìn hạnh phúc và trân trọng hơn những người bên cạnh mình. Cũng vì vậy mà họ chỉ bận tâm tới những người họ yêu thương như chồng, con cái, gia đình, khác hẳn với những cô gái tuổi mới lớn, thường gây rắc rối cho người yêu hoặc chồng vì những mối quan hệ xã giao bên ngoài. Thứ sáu, hiểu biết sâu rộng. Phụ nữ trung niên luôn có kiến thức phong phú về nhiều lĩnh vực. Chính vì thế, họ luôn là người phụ nữ có sức hấp dẫn nhất định. Không chỉ có vậy, nó còn giúp họ thêm phần tự tin. Kiến thức của nhân loại như biển trời rộng lớn và thông thường nhân cách của người phụ nữ phần nhiều có liên quan đến kiến thức của bản thân họ. Khi một người phụ nữ có nhiều kiến thức, gặp người, gặp việc sẽ biết xử lý ra sao cho hài hòa, êm ấm. Chính điều này khiến họ trở nên hấp dẫn và luôn nhận được cái nhìn ngưỡng mộ từ những người trẻ tuổi. Phụ nữ tuổi trung niên
không còn sự nhõng nhẽo của những cô gái tuổi mới lớn. Họ biết suy nghĩ và thường có những suy nghĩ chín chắn. Còn với đàn ông, dù ở độ tuổi nào, họ cũng luôn cần một người phụ nữ có thể cảm thông với mình và họ có thể che chở được cho người phụ nữ ấy. Với người phụ nữ tuổi trung niên, nếu để họ ở một mình, họ vẫn có thể độc lập về tài chính, tự tin trong cuộc sống. Còn khi có một người khác giới bên cạnh, họ thường trở nên e ấp và luôn nữ tính. Có lẽ do bản năng đàn bà ở phụ nữ trung niên mà kể cả với những người đàn ông ít tuổi hơn, họ vẫn luôn hấp dẫn. Tuổi càng lớn, đồng nghĩa với kinh nghiệm sống càng được tích lũy dày lên. Phụ nữ tuổi trung niên hiểu được những thử thách hay sự đau khổ trong các mối quan hệ. Họ luôn nắm rõ việc muốn được đối xử như thế nào. Đồng thời họ cũng không sớm nắng chiều mưa như các cô gái mới lớn và thực sự tìm kiếm tri kỷ. Phụ nữ trung niên còn có thể giúp nửa kia hiểu rõ hơn về bản thân mình để trở thành một người tốt hơn. Trong cuộc sống hiện thực, bạn cũng sẽ phát hiện ra vốn quý nhất của người phụ nữ không phải là dung mạo, cũng không phải là của cải, mà là sự tự tin đến từ học vấn. Một người phụ nữ tôi quen biết đã lâu, cứ ngỡ rằng sau khi về hưu, cuộc sống của bà sẽ rất nhàn hạ. Nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Bởi ngay từ khi còn trẻ, bà đã xếp kín lịch những môn mình yêu thích, nên sau này chúng khiến cuộc sống của bà trở nên rất thú vị, đặc sắc. Bà nói rằng mình rất thích cuộc sống như vậy. Mặc dù bản thân đã về hưu, nhưng cuộc sống của bà vẫn rất phong phú. Bà dạy tôi rằng khi phụ nữ nhàn rỗi, hãy đọc sách thật nhiều nhằm tăng thêm trí huệ và sự trang nhã của bản thân. Ngoài ra, phụ nữ còn phải dành thời gian rèn luyện thân thể, giữ gìn vóc dáng và sức khỏe cho mình. Tình yêu và sự lương thiện sẽ khiến người phụ nữ trở nên cuốn hút. Những điều đó đều khiến phụ nữ trở nên tự tin hơn. Tự tin là chiếc áo đẹp nhất của người phụ nữ, cũng là tấm danh thiếp tốt nhất cho họ bước chân vào xã hội. Phụ nữ trung niên chỉ có 6 nét đẹp này thì chẳng thể nào thua thiệt được khi đứng trước những cô gái ở tuổi 20-30. Đàn ông có thể hứng thú với nhan sắc, tuổi trẻ, nhưng sẽ chỉ chạy theo những người phụ nữ có độ chín trong tâm hồn. Thế nhưng phụ nữ trung niên cũng cần phải biết rằng đừng mải hơn nhau ở tấm chồng, mà hãy nắm chắc trong tay ba bảo vật này mới có thể giúp mình sống an nhàn về sau. 1. Tiền. Chẳng ai trên đời này sống mà không cần tiền. Phụ nữ trung niên thì lại càng cần tiền. Phụ nữ tuổi trung niên nên nhớ, tiền không bao giờ là thừa và bạn phải đủ sức kiếm được. Có như vậy bạn mới mua đủ sức thứ mình thích, lo toan cho chồng con, không trở thành gánh nặng và nhận được sự tôn trọng. Trên đời này, làm gì có ai nuôi ai được cả đời ngoài bản thân mình. Chỉ khi độc lập tài chính, phụ nữ tuổi trung niên mới có được tiếng nói và tự do trong tay. Sống tầm gửi vào người khác, đồng nghĩa phụ nữ tuổi trung niên đang tự ngược đãi với chính mình. Nên nhớ, tiền của cha mẹ chẳng thể đủ cả đời. Tiền của đàn ông dễ đến cũng dễ đi. Tiền của con cái cầm trong tay nhưng liệu có thể an lòng? Phụ nữ tuổi trung niên nên nhớ, tiền không phải là tất cả nhưng lại là sức mạnh tối thượng làm nên lòng tự trọng và khí chất của chính bạn. Thứ hai, con cái. Phụ nữ tuổi trung niên muốn rạng danh với đời, hậu vận viên mãn, phải có trong tay một đứa con ngoan ngoãn, thành đạt. Chồng hôm nay là người thân nhưng mai thành người dưng cũng chẳng sao cả. Nhưng con cái chính là máu mủ, ruột thịt mà chúng ta mang nặng đẻ đau mới có được. Một đứa con thành đạt, ngoan ngoãn là phản ánh nhân cách, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ. Thế nên, phụ nữ đừng mải hơn nhau ở tấm chồng mà hãy dạy dỗ con cái sao cho tử tế, để con nên người, làm nên công trạng. Phụ nữ hơn nhau không phải ở chồng mà ở con. Con có hiếu, chẳng lo cô quả, con thành đạt, mặt mũi cũng vẻ vang. Thứ ba, những suy nghĩ tích cực. Phụ nữ trung niên nghĩa là ít cũng đã bước vào tuổi tứ tuần. Thế nhưng hãy cho rằng đây là mùa xuân thứ hai của cuộc đời.
thời điểm để sống lại những tháng năm 20 một lần nữa. Phụ nữ khôn ngoan coi sức ép tuổi tác gần bằng không. Suy nghĩ và hành động của họ được trẻ hóa một cách đáng ngạc nhiên. Khi cuộc sống gia đình đi dần vào quỹ đạo, phụ nữ tuổi này lại có rất nhiều cơ hội để sống nhiệt huyết và đam mê như những tháng năm còn trẻ. Hơn 2/3 phụ nữ được khảo sát đã bước qua tuổi 45, cho biết rằng họ sẵn sàng lên kế hoạch cho những chuyến đi du lịch khám phá nhiều thách thức, cũng như hào hứng hơn cả với bất cứ một phong cách làm đẹp hay xu thế thời trang mới nào. Sự từng trải giúp họ thêm nhiệt huyết và tự tin. 70% số người được hỏi khẳng định chăm sóc gia đình là quan trọng, nhưng vẫn dành thời gian cho bản thân mình và các mối quan hệ xã hội. Phụ nữ trung niên biết cách sống trọn vẹn tuổi 25 sẽ không để mình đầu bù tóc rối trong căn bếp hay loanh quanh trong góc nhà vì bệnh tật. Thay vào đó, họ ăn mặc đẹp, tự tin với kinh nghiệm sống đã có và không để cho tuổi tác giới hạn mình trong suy nghĩ hay hành động. Suy nghĩ tích cực là bí quyết quan trọng để giữ sự trẻ trung. Nỗi ám ảnh lớn nhất của phụ nữ trung niên xưa nay vẫn là sức khỏe và sắc đẹp. Do đó, cùng với việc hoạt động thể thao, hãy sử dụng các biện pháp làm đẹp. Phụ nữ trung niên nên tập trung nhiều hơn cho việc làm đẹp từ bên trong, cũng như xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý để luôn có được sự tự tin và suy nghĩ tích cực, phụ nữ nhé.